chào các bạn quay trở lại với S Channel và mình là Hương Wish. Hôm nay thì nghe giọng các bạn biết là mình đang ốm rồi đúng không? Thì tuy là mình đang ốm nhưng mà hôm nay mình vẫn không thể bỏ qua được một cái sự kiện mà mình rất thích, đấy là Sony Show 15 tháng 9 tại Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình đang trên đường đi gặp Minh Thư tại sự kiện Sony Show này. Và hãy cùng mình xem là hôm nay Sony Show 15 tháng 9 tại Hồ Chí Minh có điều gì đặc biệt nhá. Bóng vật chất trẻ nhau biết được to đi. Ê các bạn, các bạn đi Sony Show cảm giác như là đang đi vlog đi ba. Nó phải họp rồi đó nha. Ê, đây các bạn đây nè. Đây còn cái này nè. Đây, đây, tông sụt, tông sệt tông với đây Sony Show chưa? Quẩy chứ quẩy mắt không? Đầu tiên là lần đầu tiên mà mình nghe thấy loại nhạc này và cảm thấy rất là thích, bởi vì hai bạn idol này hát rất là dễ thương. Dễ thương cực kỳ luôn á. Kiểu như là xem Nhật Bản biểu diễn khác hẳn Hàn Quốc luôn. Nếu như cho bạn nào chưa biết thì đây hay là hai ca sĩ này đã từng hát nhạc anime của một series phim hoạt hình nổi tiếng hay là Fate. Thì mình đã xem Fate được khoảng vài tập. Và bây giờ các bạn nên theo mình đi vào trong để có thể xem nghe hát tốt hơn. Sân khấu để gặp để có thể nhìn thấy được hai ca sĩ cùng. Hai idol của Sony Music mà chuyên hát nhạc anime. Nếu mà ai hay nghe nhạc anime thì chắc các bạn cũng biết. Nhưng mà hiện tại thì bọn mình đứng quá xa không thấy gì luôn các bạn. Không thấy nhận thấy không thấy là gì mà lại của toàn là fan nam nữa chứ. Bạn nói thật đi, đây là lần đầu tiên bạn nghe nhạc anime đúng không? Đúng. Bác học sự luôn. Trước giờ không bao giờ xem anime hả? Chưa bao giờ. Ở dưới cái vùng miền Tây của bạn không? Mà nói miền Tây, các bạn à, mình chỉ nghe Bolero thôi, đang Bolero. Xinh dã man luôn ấy má ơi. Nhưng mà đi sự kiện mặc đồ nổi như Hương là một
một lợi thế vô cùng không? Mình nhất mà từ cái lúc mà chị quay sang bên này là mình biết kiểu gì chị cũng chọn mình, biết kiểu gì mình cũng sẽ được lên sân khấu. Trời trời, bạn này bạn xinh, không hình bạn này chỉ xấu. Bạn này bán xinh ý, trời ơi xinh. Quả này về chắc mai mốt phải theo phong cách Nhật Bản, không theo Hàn Quốc, Hàn Sảng cái gì nữa. Bây giờ quay trở lại các bạn ạ. Các bạn có biết là sự kiện Sony Show này với hai ca sĩ trên hai nhà anime đình đám của chúng ta sẽ được livestream trực tiếp cả trên Facebook và cả trên YouTube, đều dưới định dạng video là 360 độ và quay bằng máy gì? 4K chuyên dụng. Đúng rồi. Tức là sẽ quay bằng 3 cái máy 4K chuyên dụng của Sony. Tức là lần này sự kiện Sony đầu tư cực kỳ hoành tráng luôn. Các bạn có thể thấy quy mô và khi bạn vào trong sẽ nghẹt thở với người. Mình không bao giờ nghĩ mà một cái sự kiện mà nó đông người như vậy mà nó phải tổ chức 3 ngày liên tiếp. Đúng rồi, 3 ngày liền á, 3 ngày liền luôn. Và tất cả những chất lượng từ máy quay Sony 4K này các bạn đã biết rồi đấy. Chúng ta đã được trải nghiệm một cái gọi là màn biểu diễn ca nhạc cùng với idol của chúng ta. Rất là sống động luôn. Và mình có nói thêm một điều nữa là lúc nãy mình vừa được ôm cô gái này. Thôi ôm con mẹ thương để chán quá. Bỏ đi. Yeah, và các bạn còn chờ gì nữa mà không tham dự Sony Story? Ngày mai là ngày cuối cùng đấy. Ngày mai sẽ có hai ca sĩ Nhật và đúng, có Gamebow và Kim. Đúng rồi, ngày mai sẽ vẫn còn ca sĩ các bạn ạ. Ngày mai sẽ vẫn còn idol. Hãy đến ngay Sony Show ở nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch nha. Một năm chỉ có một lần thôi, các bạn hãy đi đi, ngày mai là ngày cuối rồi. Bây giờ bọn mình thì phải say goodbye rồi, bye bye. Và đừng quên nhấn like và subscribe cho S Channel nhé. Bye bye.